Chào các bạn. Bây giờ khá tối các bạn ạ. Là 18:39. Tức là 7:20. Thời gian này là thời gian cuối vụ vải ở dưới khu vực mình. Một số vườn đã hái xong, thu hoạch xong và tỉa. Hôm qua mình làm video về kỹ thuật tỉa. Thì kỹ thuật tỉa cơ bản của mình năm nay là mình thu hoạch quả, mình chỉ vặt đúng quả thôi. Sau đó mình dùng cưa, mình cắt. Tuy nhiên hôm qua mình làm video là một cây rất là bé để dễ nhìn, đúng dùng cưa thôi, phải dùng kéo như vậy. Đấy. Thì bây giờ mong các bạn thông cảm, thứ nhất là trời tối, mình phải cắt được 3 cây vải để kịp cho gia đình nhà mình vặt. Mai mình đi bán một chuyến, xong một chuyến nữa sáng mai dậy vặt. Cho nên tối mới làm. Nhưng mà các bạn thông cảm nhé, chủ yếu là nói về lời nói thôi, vải của mình các bạn xem đã nhiều rồi. Thứ nhất bên này trời mưa rầm rè các bạn ạ. Mưa này. Lụt rồi các bạn ạ. Trời mưa lụt rồi. Cho nên thời gian này là vải bị mốc xương, bị thối rất nhiều. Cho chú ý cái thời gian trước mình chia sẻ các bạn chú ý phun cái Zidomin và Zidomin và cái gì nhỉ? Và Amistatop để chúng ta phòng chống thối nất. Thì bây giờ mình quay về chủ đề kỹ thuật tỉa vải. Để các bạn xem cái vải mình vừa bẻ xong nhá. Đây chính là như mình nói hôm qua và hôm nay. Thu hoạch xong quả, mình dùng cưa, mình cưa tỉa bằng cưa. Tuy nhiên cây này mình tỉa từ mọi năm, năm nay mình không tỉa nữa. Mình tạo bộ khung. Cách làm này là mình thu hoạch, mình chỉ dùng kéo cắt cây hoặc là dùng cưa. Mình cưa từng cành. Đấy, cưa từng cành. Mình nói lại, tức là khi thu hoạch mình dùng kéo hoặc dùng cái liềm chấu ấy, mình chỉ cắt đúng hết lấy ngọn thôi. Sau đó mình dùng cưa, mình cưa thưa từng cành như này. Và mình không bấm tỉa chi tiết trên ngọn. Để cây vải sau khi thu hoạch xong nó thưa thoáng như này. Thì các cành nó không áp vào nhau sau khi nó có quả chín. Còn những cành nào áp vào nhau thì năm sau chúng ta lại tiếp tục tỉa. Ví dụ như cây này, nó không áp vào nhau. Cành nào mà nhiều quả quá, nó bị dày áp vào nhau thì mình lại tiếp tục mình tỉa ở trong cành tiếp. Thế là trong cái cành đó. Để làm sao quả vải chúng ta nó chín, nó không áp vào nhau. Đấy. Thì các bạn xem lại video hôm qua, bây giờ mình nói về thời gian bấm tỉa các loại vải. Thì quan điểm của mình là vải u hồng, mình thu hoạch mình không bấm tỉa gì. Để lộc lá cao lớn nhất, để cho cây vải nó nhiều lộc lá thì nó sẽ hạn chế mất mùa. Còn thanh hà thì chúng ta cũng bấm tỉa vừa phải. Và u hồng và thanh hà chúng ta chỉ làm lộc đầu cành, không làm lộc trong thân. Còn vải thiều chúng ta có thể làm lộc trong thân thì chúng ta bấm tỉa thưa như của mình. Ngoài ra, chúng ta muốn hạ tán, đốn tán thì chúng ta làm như sau. Mình ví dụ như hai cây vải này, mình sẽ bấm tỉa thưa hơn duy nhất có hai cây này thôi, bởi vì nó áp ra đường. Và cái hàng phủ ra đường đây, mình đều bấm tỉa thưa hết, cắt hạ xuống các bạn ạ. Đây. Nhưng khi chúng ta bấm tỉa cắt như thế này thì chúng ta sẽ bấm bằng cách như sau. Chúng ta lựa chỗ nào nó có một cái mầm mọc lên, hoặc là mầm mà không có quả chúng ta để lại. Để khi chúng ta bấm cắt xong thì cái mầm đó nó mọc rất là nhanh. Nó đã có một cái mầm đỉnh. Ví dụ như các mầm đây. Đấy, các mầm đây. Còn cách bấm tỉa này là cách bấm tỉa truyền thống của anh em lục ngạn. Đó là sau khi thu hoạch quả chúng ta bấm tỉa thưa thoáng, gần như hết lá. Cách làm này sau quả rất đẹp, to, sáng, căng. Tuy nhiên cách làm bấm tỉa thưa thoáng cụt nhiều như vậy thì sau khi thu hoạch chúng ta phải đầu tư phân, thuốc sâu, chăm bón thật tốt để vải đủ 3 lần lọc khỏe mạnh và không bị khô thân. Thì hiệu quả mới tốt. Còn cách làm như của mình chỉ bấm tỉa sơ sơ, không bấm hết quả, không biết bấm hết lá như vậy. Vẫn để lại lá, chỉ lấy đúng quả như này thôi. Thì cây nó vẫn có lọc lá nhiều, tức là nó vẫn có lọc lá cũ. Có phun thuốc sâu, có chăm, không chăm thì nó vẫn có ra đủ lộc lá để sang năm có quả.
Còn nếu bấm tỉa thưa thoáng như kia là các bạn nhìn vườn mình này như ao rồi. Các bạn phải chăm sóc thật tốt. Đây cách làm của mình đây. Hôm qua mình làm video cây này. Đây, hôm qua mình làm video cái này. Ví dụ đoạn này nó hơi phủ vào nhau thì mình bấm cành này đi. Đoạn này phủ vào nhau bấm mình cành này đi. Tất nhiên video mình làm cây nhỏ, chứ còn bình thường mình sẽ không làm này đâu. Mình lấy cưa mình cưa những cành to đùng thôi. Đây. Bây giờ mình đi đến 4 cây vải. Mình kiểm tra chất lượng quả vải đấy nhá. Đây. Lô này mình phun từ hôm 11 tháng 6 khi đi du lịch về. Rồi, các bạn nhìn này. Ấy. Lụt được các bạn ạ. Gần mới gốc vải rồi. Cái này đất cá. Bây giờ mình quay chi tiết 4 cái vải, mình tỉa theo 4 kiểu khác nhau. Mình làm video từ mọi năm. Thứ nhất, cây này mình làm kiểu đầu cành. Nhưng thưa thoáng. Để lộc kiểu đầu cành nhưng thưa thoáng. Cách làm này là làm đầu cành nhưng thưa thoáng, cho nên trong thân nó cũng có quả nhưng ít. Trong thân cũng có quả nhưng quả ít. Các bạn xem quả của nó. Mình phải để sát, không để sát được cây quả vải bởi vì trời đang mưa rất to. Cách tỉa thứ hai đó là mình thu hoạch xong, mình tỉa 1/3 số cành, cắt lửng, không cắt cụt, để cành lưa thưa. Cách tỉa này có ưu điểm là năm nào cũng có lộc cũ và lộc mới. Lộc cũ nó kéo cho lộc mới ra quả. Và các bạn quan sát quả của nó đây. Và nó cũng có quả trong thân. Đây, quả trong thân đây. Mình không đi vào nhé, bởi vì mình cầm ô. Cách tỉa thứ ba chính là như mình vừa nói. Tỉa thưa thoáng để làm quả trong thân và quả đầu cành. Những cành nào áp vào nhau tỉa nhé. Đây, áp vào nhau tỉa. Cách tỉa này là mình làm như này đây. Chính mình làm này, kinh thưa thoáng. Làm quả trong thân. Đây. Còn cách tỉa nữa là cách tỉa của anh em Đục Ngạn. Đó là chặt toàn bộ giữa, chỉ để lấy cành ngang. Tuy nhiên mình sáng tạo, đó là mình không chặt hết. Mình để lại 3 cành trụ ở giữa để nó che thân. Làm như này thì cây vải nó không bị khô thân. Và nó có cành trụ ở giữa, để khi nào vải chúng ta sai quá thì chúng ta treo quả, treo cành. Chúng ta có cành trụ ở giữa, giống như cho anh em treo cam. Còn nếu bạn làm ngang thì khi nó quả chịu xuống, chúng ta không có chỗ để cho nó buộc quả. Đây các bạn xem chất lượng quả của mình. Còn bây giờ mình nói về thời gian làm lọc của các loại vải. Cây vải u hồng chúng ta thu hoạch xong. Như nhà mình đã bón phân nhưng chưa phun được thuốc sâu. Làm lộc 1, lộc 2 ngẫu nhiên. Lộc 3 mình cho ra vào thời gian là thời gian sau khai giảng. Trước sau khai giảng tức là đầu tháng 9 dương lịch. Làm thế nào đến khoảng 20 tháng 11. Thì
khi cây vải thành thục, bánh tẻ, khoanh và phun HTC. Cây vải Thanh Hà cũng vậy, lộc 1, lộc 2 cho ra ngẫu nhiên. Sang lộc thứ 3 thì vào thời gian là giữa tháng 9 dương lịch thì bắt đầu kích lộc 3. Để làm sao cho đến khoảng đầu tháng 12 dương lịch thì vải thành thục, khoanh và phun HTC, hoặc không khoanh chỉ phun HTC. Còn đối với cây vải thiều thì phức tạp hơn. Bây giờ chúng ta thu hoạch xong, chúng ta làm lộc. Thời gian lộc của cây vải là do chúng ta làm. Ra lộc của lứa vải nếu chúng ta bấm tỉa thưa thoáng như cây mình quay trụi húi ấy. Trời, sao nó tối thế nhở? Trời tối các bạn ạ. Trời mưa nó bét giỏ bét cái. Như cây mình tỉa trụi húi ấy, có thể 20 ngày đến 1 tháng sau một lần lộc đầu tiên. Vậy bây giờ lộc vải thiêu, mình bây giờ mình cứ coi là cuối tháng 6 mà các bạn tỉa được xong, hoặc là giữa tháng 6, giữa tháng 7 chúng ta làm xong lộc, à tỉa xong, thì giữa tháng 8 nó ra xong một lần lộc. Từ giữa tháng 8 chúng ta bắt đầu làm lộc 2. Tháng 8 ra lộc 2 thì nó ra khoảng độ tháng rưỡi, tức là khoảng độ cuối tháng 9 đầu tháng 10 nó xong lộc 3, à lộc 2. Và từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 10 chúng ta làm lộc cuối cùng. Chúng ta tính toán làm sao đến khoảng đông chí 22 tháng 12 thì xong lộc 3 và chúng ta khoanh và phun HTC. Đây là thời gian làm lộc. Còn kỹ thuật làm lộc thì như mình vừa chia sẻ, có 4 kỹ thuật. Một là đầu cành, thu hoạch xong chúng ta bấm tỉa hớt quả xong, chúng ta bấm tỉa tròn nghiêng, à tròn phẳng hoặc là như thế nào, như mình sẽ 4 cây vải đó. Còn chúng ta làm quả trong thân thì sau khi chúng ta thu hoạch xong, chúng ta chỉ bấm tỉa như mình thôi, không tỉa vặt bớt quả trong thân. Khi cây vải ra xong một lần lộc, mình ví dụ như là giữa tháng 7, à giữa tháng 8 ra xong một lần lộc, thì chúng ta vặt toàn bộ quả trong thân, à lộc trong thân đi. Để lộc trong thân nó ra một lần lộc thì lộc đầu cành ra được 2 lần lộc. Lộc trong thân ra được 3 lần lộc, 2 lần lộc thì lộc đầu cành ra được 3 lượt. Và thời gian như mình vừa nói. Mình đã hết ý kiến. Bây giờ các bạn xem cái vườn vải nhà mình trong quá trình mình về. Còn về làm lộc vải, đặc biệt là cây vải thiều, nó rất là khó. Còn cây Thanh Hà và U Hồng thì nó đơn giản hơn. Cứ quả đầu cành chúng ta làm. Thanh Hà và U Hồng nó thu trong thời gian là trời còn khô ráo. Đặc biệt là U Hồng không cần quả chín, chỉ cần quả mây mây. Và quả U Hồng rất to, cành U Hồng nó to, cho nên chúng ta không cần tỉa. Lộc lá càng nhiều càng hạn chế mất mùa, và cây cao lớn thì quả lại càng ổn định hơn. Cho nên chúng ta nên không bấm tỉa, hạn chế bấm tỉa cây vải U Hồng để cây cao lớn và có quả. Bởi vì cây vải U Hồng trong thời gian thu quả trời khô ráo, ít bệnh, chỉ cần không phun sạch sâu cuống là được. Cây U Hồng rất hay sâu cuống. Phân bón thoải mái, đạm biết các kiểu, miễn sao đừng khô nứt. Chúng ta giữ được ẩm, đặc biệt cây U Hồng chúng ta cứ tưới ẩm được thường xuyên. Giữ ẩm phân nhiều là quả sẽ to. Giữ ẩm nhé các bạn nhé. Giữ ẩm và phân nhiều thì quả sẽ to. Khu này mình đang đi gọi là khu giữa vườn. Mình đã đi qua khu vườn trúc. Còn mình đang hái vải hai ruộng. Còn đối với cái vải Thanh Hà thì chúng ta biết thị trường Thanh Hà chủ yếu là người Trung Quốc họ ăn. Và gần đây Thanh Hà giá cũng là loại vải đắt nhất. Nhưng khi chúng ta làm Thanh Hà, thị trường ít người mua, cho nên chỉ bằng cách là làm thật đẹp hoặc không làm. Năm nay mình không làm là mình bị dở rồi. Cho năm nay hiệu quả mình nó kém, rẻ vô cùng.
Còn đối vải thiều gần đây không đắt nhưng vô cùng dễ bán. Chàm chàm xấu không còn ra cái trò trống gì, nhà mình mang ra 8.000. Hơn một tí 9.000, hơn một tí được 10.000, hơn tẹo được 11.000. Nó không đắt nhưng vẫn dễ bán. Đặc biệt bây giờ mình can thiệp làm vải quấy vụ, ra vắng cho nên bán lúc nào cũng được. Còn với vải thiều hoặc bất cứ một cây vải gì cũng thế, chúng ta để lộc lá càng nhiều, cây vải càng ra hoa, đậu quả ổn định. Nhưng vải thiều như các bạn biết, bây giờ trời đang mưa rầm rề. Tháng 6 như mình chia sẻ các video trước, bao giờ vụ vải thiều tháng 6 nó mưa rất nhiều, cho nên rất dễ bệnh. Vải thiều lại hay chàm, đủ các loại bệnh trên đời cả. Chàm quả, kẹ quả, bé quả, làm rất là khó. Cho nên chúng ta muốn ra quả ổn định, chúng ta để lộc lá nhiều. Nhưng khi ra quả hoa xong, chúng ta bấm tỉa thưa thoáng. Tuy nhiên nói vậy thôi, mình cũng nói thế nhưng mình chẳng bao giờ làm được. Cứ đi thu hoạch thì rút kinh nghiệm, nhưng sang năm lại bỏ không làm nổi. Bởi vì thật ra giá vải nó quá rẻ, không bỏ chúng ta bỏ nhiều công. Cho nên mình có cách tỉa của mình, đó là thu hoạch xong mình dùng cưa, mình cưa thưa cây đi. Vậy vải vẫn đảm bảo là trên lộc lá nhiều nhưng cành lá thưa thoáng. Khi nó có quả nó sẽ không chịu đè vào nhau, phủ lên nhau. Còn cành nào phủ lại tỉa tiếp. Và cách tỉa của mình là cây vải nó không còn năng suất nhiều như trước. Vì cây vải này một tạ nhưng mình tỉa chỉ thấy khoảng 50 cân thôi. Nhưng quả đảm bảo là lá ngàn, không bị áp vào nhau. Nó không vẫn đảm bảo có quả nhưng không bị áp vào nhau. Còn nếu chúng ta tỉa cụt như hai cây mình làm thì chúng ta phải chăm sóc tốt. Ra hoa đậu quả nó khó, nhưng ra hoa đậu quả được đẹp, nhưng thế mất nhiều công. Quan trọng nhất là giá cả mình không được cao thì mình làm thế nó sẽ lỗ. Lỗ ở đây mình không tính chỉ giả thuốc sâu và phân, mà tính công của mình. Đấy, chúng ta lỗ như thế. Các bạn quan sát những chùm vải cuối cùng trong video này. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng và ngủ ngon. Điện thoại mình nó cứ chói chói bởi vì trời mưa thế nào ấy. Xem nào. Để mình chỉnh lại xem. Ôi không được rồi, thôi mình dừng video nha.